Đồng hồ FFR luôn nổi tiếng với hai thứ, đó là dòng máy 10 chơi 4 bản nhạc và cái thứ hai đó là những bộ mặt số nổi vàng. Hôm nay Vang Vọng Sài Gòn sẽ giao lưu tới quý vị và các bác hai chiếc đồng hồ sở hữu được những cái vẻ đẹp đó. Cả hai chiếc đồng hồ nếu như xét về tổng diện thiết kế thì đều có cho mình đó là những cái phần thiết kế thùng bề, mặt số bát giác ngầm. Mà trên màn nhỏ các bác có thể thấy luôn thì phía bên tay phải đây là chiếc đồng hồ với mã số 2983 sẽ có một phần thùng thiết kế lớn hơn một chút và là dáng thùng vân nu được điểm các cái chùm quả ở hai bên cánh rất là nổi bật. Còn phía còn lại thì sẽ là một cái thiết kế đẹp theo cái nét xưa hơn một chút khi toàn bộ thùng được làm từ chất liệu gỗ thịt và sẽ được chạm trổ trực tiếp các cái chi tiết tạo lên hình ảnh của các cái chùm quả ở hai bên cánh. Và thêm một cái nữa thì đây là cái dáng thùng cánh bướm cho chúng ta một cái vẻ đẹp rất là mềm mại, đúng không ạ? Rồi, hai chiếc đồng hồ này thì chiếc bên tay phải đây 2983 sẽ là chiếc chơi 4 bản nhạc các bác nhá. Còn phía bên tay trái thì sẽ là chiếc chơi được máy 8 và sẽ chơi bản nhạc Westminster. Em sẽ đi vào từng chiếc một để các bác có thể thấy qua. Em sẽ đi chiếc máy 8 trước nhá. Đây là một sản phẩm khá là xứng đáng để chúng ta sử dụng trong không gian gia đình của mình. Trước hết đó là ở cái vẻ đẹp của nó, đúng không ạ? Một phần thiết kế thùng bề mềm mại nhẹ nhàng, đậm chất Pháp, đúng không ạ? Rất là lãng mạn. Chúng ta sẽ có rất là nổi bật ở phía dưới đây. Khi mà đây là một bộ kính được tráng gương và điểm các cái hoa văn của những cái dàn hoa rất là đẹp, đúng không ạ? Những phần cây rồi con sông, núi, các cái phần lâu đài, ngôi nhà đều đầy đủ ở trên bộ kính này. Và chúng ta có thể thấy rằng đây như là một cái phần bức tranh phong cảnh rất là đẹp. Và các bác nếu mà đã từng chơi hoặc từng xem qua các cái sản phẩm khác thì có thể thấy rằng rất ít khi có những cái chiếc đồng hồ có những cái bộ kính đặc biệt như thế này, được không ạ? Như một bức tranh. Và đương nhiên rồi, như em đã giới thiệu ngay từ đầu video thì chiếc đồng hồ này sẽ có cho mình đó là một bộ mặt số nổi vàng kim mắt ngỗng. Chúng ta sẽ thấy ở phía thứ 6 đây có dòng chữ Made in France này, khuyên cót đầy đủ và logo của thương hiệu FFR, mặt trời mọc, đúng không ạ? Đó, những cái nét đặc trưng thì đều có trên chiếc đồng hồ này. Có tay cầm ở phía bên ngoài, đó, dáng như là một cái chiếc lá vậy, rất đẹp. Đó, một cái dàn dáng thùng rất là gọn gàng. Rồi, em sẽ mở phần cánh ra. Đây là hình ảnh ở phía bên trong của chiếc đồng hồ các bác nhé. Sẽ có đầu tiên, chúng ta có thể thấy là các cái phần dây khóa đều đầy đủ này. Dây khóa để khóa vồ, ốc chốt cầu các cái cũng rất là đầy đủ luôn. Ốc bắt chống tường này, thẻ bảo hành. Rồi các cái phụ kiện khác nữa. Tay cót thì em gài ở phía bên này. Đó, về bộ gông thì các bác có thể thấy những cái chiếc đồng hồ máy 8 của thương hiệu FFR thì đều sẽ có cho mình đó là bạch thanh gông thép và một thanh gông đồng. Đó cũng là một trong những cái nét đặc trưng riêng của thương hiệu FFR, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta sẽ thấy chỉ có một vài chiếc ô đô đời máy 24 thì sẽ có cái bộ gông như thế này nữa thôi. Đó, toàn bộ chiếc đồng hồ thì được sưu tầm nguyên bản các bác nhé, mọi chi tiết trên chiếc đồng hồ này luôn. Và trong cái tình trạng độ đẹp thì các bác có thể thấy rõ trên video rồi. Đó, mặt số rất đẹp. Rồi, em sẽ thử một chút âm thanh để mời các bác cùng thưởng thức. Đó là phần âm thanh của chiếc đồng hồ FFR 808 búa số nổi vàng, thùng chạm trổ và có một bộ kính rất đẹp mắt. Đó, các bác có thể ngắm qua tổng diện thêm một chút nữa. Rồi, sang chiếc đồng hồ này, các bác có thể thấy một cái phần thùng thiết kế khác biệt hoàn toàn, đúng không ạ? So với cái chiếc đồng hồ các bác vừa xem, nó sẽ cảm giác tân cổ hơn một chút khi chúng ta có bộ kính dưới được vẽ bằng các cái hoa văn màu vàng này, tay cầm màu vàng, phần mặt lắc bên trong cũng là màu vàng nữa. Đó, sẽ có nhiều cái sắc vàng hơn trên cái phần thiết kế này. Các cái chi tiết chùm quả thì sẽ không phải là chạm trổ trực tiếp mà sẽ là được điểm lên, đúng không ạ? Đó, cho chúng ta những cái vẻ đẹp khác.
tất cả thì đều cũng đẹp thôi, các bác có thể nhìn thấy và có thể so sánh cho nhau được không ạ? Đều là những cái chi tiết điểm mang tính chất rất là nổi bật. Phía bên trong đồng hồ thì tương tự nhá, từ những cái phần dây khóa này, rồi ốc chốt, tay cót, nhưng mà sẽ chỉ khác một thứ, đó là về bộ gông sẽ là 10 thanh gông. Và chắc chắn rồi, chơi nhiều bản nhạc thì cần buộc phải có một phần cần gạt chuyển bài ở đây. Đó là những cái thứ mà sẽ có thêm cho những chiếc đồng hồ máy 10. Mặt lắc trong tình trạng đẹp các bác nhá, màu vàng rất đẹp, ốc chốt đầy đủ. Bộ mặt số thì có thể nói là gần như là tương đồng nhau. Những cái chiếc đồng hồ chơi 4 bản nhạc thì sẽ có dòng chữ là Foarit ở đây. Đó, tượng trưng là 4 bản nhạc. Đó, kim vàng liềng sáng, mặt số nổi vàng. Tình trạng còn rất đẹp. Các bác có thể thấy qua đây, phía bên này chúng ta cái phần quả lô để mà chơi được 4 bản nhạc các bác nhá. Cần gạt chuyển bài chúng ta có thể di chuyển để mà thay đổi được chế độ của từng bản nhạc ở đây. Đó, rất là nhẹ nhàng thôi. Phía bên trên đây sẽ là dàn đầu vồ, bên này sẽ là 6 đầu vồ để chơi nhạc, và phía bên kia sẽ là 4 đầu vồ để chơi chuông điểm giờ. Đó, em sẽ thử qua một vài trích đoạn của các cái bản nhạc trên chiếc đồng hồ này. Nếu mà là một người đã từng nghe qua các cái bản nhạc thì có thể nhận ra luôn, đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là bản nhạc Ave Maria, và sau đó thì em đã chơi đầy đủ bản Westminster. Cùng là một thương hiệu nhưng mà tiếng chuông điểm giờ của cái chiếc đồng hồ bên 4 bản nhạc có thể nói rằng sẽ đánh có tiếng vang hơn một chút, được không ạ? Hai chiếc đồng hồ này hiện tại đang có sẵn tại cơ sở 2 của đồng hồ Vang Vọng, được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại là 0912 011928 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ bên em. Xin chân thành cảm ơn.